Chủ tịch tổ chức Mai Lết Việt Nam, nhà sáng lập chương trình Ngoại khóa học đường 5 phút cuộc bàn, thầy Nguyễn Công Sơn. Chính cả con người trong hai đấu này, người mà người khác hiểu được thì người khác càng rất tập hợp với chúng ta. Đây là một đứa trẻ đó, nó được nâng đỡ để nó tiến lên cái con đường sự nghiệp của nó, cuộc đời của nó. Tôi nói lại là trong mùa hè như thế này thì có hai cái kem, một cái kem là về trí đức và một cái kem là về tạm cái đức ha. Thì các con bảo vệ bằng rất là nhiều nhé. Đó là làm thế nào để chúng ta biến tài năng thành tài sản. Cái khả năng kiên nhẫn khủng khổ, còn mà đúng hết cả năm lần là ngon hoặc là sai một là coi như thành công. Sure, I'm very proud of you. Thành công! Ông kỷ lục gia siêu ghi nhớ lịch tuần tiếng Anh Dương Kim A. Trong hai ngày thật sự là thầy dạy chữ đức và chữ tài, chỉ có hai chữ thôi nhưng mà nó sẽ là đi với mình suốt cả cuộc đời luôn. Cha mẹ mà đồng hành cùng con thì con sẽ tự tin hơn, đặc biệt là lúc mà con còn nhỏ, cái tuổi từ 0 đến 6 tuổi, con rất cần ba mẹ bên cạnh. Hai buổi mà chị được học thì thầy dạy cho chị được những cái giá trị là khi mình học cái chữ đức để mình dạy cho con mình thì trước hết mình phải thay đổi chính mình đã, thì mình mới dạy cho con mình thay đổi thành hiện tại được. Mình cần nói một lời cảm ơn rất chân thành đến trung tâm tâm trí lực, cầu mong trung tâm luôn phát triển các tỉnh thành cũng như đi ra các nước. Cuộc sống mình cũng khó khăn nên mình thấy là đi học này rất là giá trị, mình thấy là thầy Phong dạy rất là đúng. Mình sẽ thay đổi về thương ba lại, không có ghét nữa. Qua hôm nay là đêm một bà mẹ có hai con trai, dạ một bạn 6 tuổi và một bạn 8 tuổi và bé thứ ba. Nhưng anh cũng mong muốn là đến đây để tìm một cái phương pháp và cách để mình có thể là dung hòa tất cả các con, dạy các con một cách tốt nhất. Và anh hy vọng rằng quý phụ huynh cũng là những người phụ huynh đến đây để tìm một cái giải pháp tốt nhất cho con mình, và đây chính là một giải pháp. Và em rất là biết ơn thầy Phong, biết ơn cộng đồng tâm trí lực và các anh chị em đã hỗ trợ cho anh có được cái chương trình học này. Anh xin cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy Phong.
Làm thế nào để chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh, sung túc và hạnh phúc? Đây là một cái mục tiêu mà là con người ai cũng muốn chinh phục. Nhưng tại sao có những người họ làm được mà có rất nhiều người vẫn chưa làm được? Tại vì đơn giản là có những cái quy luật mà có một số ít người đã biết và họ đã thực hành một cách thành thạo. Còn có những người vẫn chưa biết, hoặc là biết nhưng mà chưa có thực hành. Chúng ta biết là trên đời có hàng triệu bản nhạc, nhưng nó cũng chỉ đi ra từ 7 nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Chúng ta có 1 năm, 500 năm, 1000 năm, 1000 triệu năm, nhưng cuối cùng cũng đi ra từ 7 ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Có hàng triệu cái màu sắc trên đời, nhưng mà cuối cùng nó cũng bắt đầu từ 7 cái màu căn bản, đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Có hàng triệu cái mục tiêu mà chúng ta muốn, nhưng nó đi ra từ 7 cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải rất là thành thạo. Nếu như mà chúng ta không thể nào mà thiết kế cho mình một cái cuộc đời khỏe mạnh, sung túc, hạnh phúc, tự do, thì làm sao chúng ta có thể dạy điều đó cho con cái chúng ta được? Trong hơn 16 năm làm cái công tác đào tạo con trẻ về phẩm chất, tư duy, kỹ năng, năng lực cốt lõi, tôi nhận ra rằng là dù tôi và đội ngũ có nỗ lực đến như thế nào, mà nếu mà phụ huynh không thành thạo và không hiểu 7 cái quy luật này, thì chắc chắn cái kết quả nó cũng không thể tốt đẹp được. Tất cả những cái học trò của tôi mà nổi tiếng, thành công và có những kết quả tốt đẹp trên các cái chương trình truyền hình như là Siêu Trí Tuệ, Siêu Trí Nhớ, tại vì có sự đồng hành của cha mẹ, có sự hiểu biết của cha mẹ để cùng chúng tôi thực hiện cái việc giáo dục con trẻ. Trong ngày mùng 5, mùng 6 tháng 11 năm 2022 tới đây, tôi sẽ tổ chức một chương trình offline dành cho quý vị, giúp quý vị hiểu 7 cái quy luật cơ bản để giúp cho quý vị có một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và sung túc. Dựa trên cái việc mà chúng ta hiểu biết này và chúng ta thực hành một cách thành thạo, thì chúng ta đem nó để chúng ta ứng dụng trong cái việc nuôi dạy con cái chúng ta thành tài. Nếu quý vị thực sự yêu bản thân của mình, yêu con cái của mình, yêu gia đình của mình, thì click vào cái link bên dưới để tìm hiểu thông tin và đăng ký ngay hôm nay để chúng ta kịp có vé tham dự trong chương trình tuyệt vời này. Rất là nhiều phụ huynh họ nói với tôi rằng là con của tôi suốt ngày nó cứ thích chơi với chó. Có những đứa lại thích ôm mèo để ngủ. Và các vị thân mến, những đứa trẻ như vậy là những đứa trẻ có một cái loại hình thông minh người ta gọi là thiên nhiên. Nó thích chó, thích mèo, thích chim, thích cây, thích hoa. Các anh chị thấy những đứa trẻ này nó thích chơi với những cái con như là con chó, con mèo, con chim gì đấy. Và nó thích đi ra ngoài, nó thích được tận hưởng với thiên, hoặc là nó, tức là một là nó thích động vật, mà hai nữa là nó có thể là nó thích thiên nhiên, hoặc là cả hai, không biết được. Nhưng mà nó rất là nhạy bén trong khi chúng ta gặp khó khăn với một số cái nguyên tắc sinh tồn của thiên nhiên. Bởi vì người ta có cái loại hình thông minh này nên người ta dễ dàng phát hiện ra cái con này thì nó có cái đặc trưng gì, cái cây này thì nó có cái nguyên tắc sống là gì. Các anh chị thấy có những người họ rất là nhạy về với thiên nhiên, thì những người đó họ sinh ra để làm gì? Để họ bảo vệ thế giới động vật, họ bảo vệ cái môi trường sống của chúng ta. Nếu mà không có nhóm người này rất là phiền. Chúng ta thấy là chúng ta sống mà để cuộc đời chúng ta tốt đẹp được là chúng ta, thế giới chúng ta phải xanh, thế giới chúng ta phải ít thiên tai, thế giới chúng ta phải đẹp thì chúng ta mới tốt lành được. Vì vậy các anh chị thân mến, nếu mà thấy đứa con của mình nó có biểu hiện thích cây cảnh chó mèo là các anh chị phải mừng. Những đứa trẻ này các anh chị biết, sau này mà giả như là họ, nó làm cái công việc đó là nuôi gia súc đi, thì nó cũng sẽ là những người rất là thành công. Các anh chị biết có những người họ nuôi heo mà họ bắt luôn một cái dàn nhạc để cho heo của họ được nghe nhạc. Ở dưới Long An các anh chị đọc báo, các anh chị biết chuyện đó đúng không? Rồi tiếp theo nữa là các anh chị thấy có những người là sao? Họ để ý cái chuồng trại của heo rất là tốt. Họ nuôi heo, nuôi gà, họ để ý rất là kỹ. Mùa đông thì phải làm sao, mùa hè thì phải làm sao. Và khi họ tắm cho heo, họ cũng căn dặn người làm hoặc là chính bản thân họ phải tắm như thế nào cho cái con vật đó nó được sạch sẽ, bởi vì họ yêu, họ thích cái công việc đó. Nhưng có những người là sao? Thấy người ta nuôi heo thành công, mình cũng ra mở cái trang trại nuôi heo, nhưng mà nuôi đâu chết đó. Tại vì khi người ta nuôi heo, người ta rất là yêu công việc người ta làm nên người ta để ý từng ly từng tí. Còn mình thì chỉ có tiền mở ra xây cái chuồng, mua con heo về thả vào. Và thế là mỗi lần tắm cầm cái vòi xịt thẳng vào mặt con người ta. Tức là mình làm những cái động tác mang cái tính chất là không yêu thương, không chăm sóc như vậy thì không thể nào mà có kết quả tốt đẹp được. Các anh chị hình dung không? Vì vậy nếu mà các anh chị có cái đứa con mà nó yêu thiên nhiên thì các anh chị phải vui mừng, vì nó sinh ra với cái thế mạnh của nó, nó sẽ làm những cái rất là nhiều cái việc quan trọng cho cuộc sống này, về cái việc bảo vệ cái môi trường xanh, về cái việc đó là bảo vệ những cái động vật, có những cái suy nghĩ để làm cho thế giới tốt đẹp lên. Vì vậy nó có thể làm rất là nhiều ngành nghề sau này các anh chị nha, không phải lo lắng.
Nên nếu mà thấy con của mình mà nó gọi là nó yêu chó mèo thì phải vui, bình thường thôi. Gần nhà tôi sống có một cái gia đình kia là chồng là bác sĩ, vợ là bác sĩ, nhưng mà đứa con á, nhà cô chú có ba đứa con, mà cái đứa con út á là nó không phải là bác sĩ đâu nha. Ba đứa đều không phải là bác sĩ, nhưng mà đặc biệt đứa con út đấy là nó nuôi chó. Nó nuôi mấy cái con chó kiển các anh chị, và sau đó nó cho giao phối rồi đẻ ra cho con. Tôi thấy buổi sáng á là nó thức dậy, tôi tập thể dục bên này, còn ở bên này là nó ngồi nó nói chuyện với chó nó. Không biết nó nói cái gì. Rồi nó chơi với những con chó, rồi nó cho chó ăn, rồi nó bắt đầu nó mới đi làm. Ở nhà thì có người làm chăm sóc mấy cái chuồng chó của nó. Còn lại là chiều đi làm về, nó lại ngồi nó chơi với chó, nó nói chuyện với chó. Và các anh chị biết là khi tôi hỏi thăm nó là cái công việc này nó thú vị không, và thấy nó lâu lâu lại có bán chó cho những người thích chơi chó giống như nó, thì nó nói là cái này em làm vui là chính thôi anh, tháng thì kiếm được khoảng 30-40 triệu gì đó thôi. Tôi ngồi tôi nghĩ có rất nhiều người học giỏi mà chưa chắc kiếm được 30-40 triệu, trong khi con bé nó chỉ làm chơi thôi, nó làm bằng đam mê thôi. Nhưng mà chó đẻ ra nhiều quá thì đâu nuôi hết được, thì nó phải bán cho người ta, và thế là nó vẫn có thể kiếm được vài chục triệu một cách dễ dàng. Nên các anh chị hãy cẩn thận là nếu con của mình nó yêu chó, yêu mèo, yêu động vật, yêu cây cảnh thì các anh chị phải mừng, biết đâu trong tương lai nó là đại gia chó mèo đấy, nó sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đừng có la nó nha. Nếu mà các anh chị cho nó chơi như vậy, nó cảm thấy hạnh phúc thì khi nó vào việc học nó mới cân bằng được. Còn nếu người ta yêu chó yêu mèo lại cấm không cho chơi, người ta thích giả ngoại, thích thưởng thức cây cảnh sông núi, mình lại nhốt mãi trong bốn bức tường và bắt học học thật là giỏi, thì các anh chị sẽ gặp những cái hậu quả nghiêm trọng trong cái mối quan hệ gia đình đấy. Và con của các anh chị cũng sẽ không thể học tốt được đâu. Các anh chị thân mến, hãy cẩn trọng. Đó là loại hình thông minh về thiên nhiên các anh chị nhé. Những cái người này người ta gọi là có thông minh thiên nhiên, năng lực của người ta là làm việc với cây cảnh chó mèo, sông núi động vật vân vân. Các anh chị hiểu không ạ? Các anh chị có bao giờ thấy một đứa trẻ mà nó không ngồi yên được một chỗ khóc quá 1-2 phút không? Nó mà nó ngồi yên là coi như là nó chịu không nổi đâu, nó phải chạy bên này, nó chạy bên kia. Nếu mà nó đi học á, nó đứng xếp hàng, người ta đang đứng một hàng thẳng như thế này, nó đứng một tí là nó phải chạy ra ngoài hàng, nó khèo đứa này một cái, rồi nó lại vô hàng, rồi nó khèo đứa kia một cái. Còn nếu mà các chị dẫn nó đến một cái quán cà phê thì nó cũng không chịu ngồi yên đâu, nó sẽ chạy lung tung. Nó đến nhà một ai đó, các anh chị người bạn nào đó, thì nó cũng chạy quanh nhà, nó tìm cái này, nó tìm cái kia, nó làm cho các anh chị cảm thấy đôi khi khó chịu đúng không? Và những đứa trẻ đó mà ở Việt Nam chúng ta thường được gọi là đứa trẻ không có ngoan, người gì đâu mà như con lon quan, nghịch ngợm quá. Nhưng mà tôi nói cho các anh chị biết, đó là những đứa trẻ tuyệt vời lắm đấy. Nó có một cái loại hình thông minh người ta gọi là vận động. Có những đứa sinh ra suốt ngày thích đi đá banh, có những đứa sinh ra là suốt ngày thích đi học võ thuật ấy. Và có những đứa là sinh ra là thích các cái hoạt động bơi lội. Nói túm lại là những đứa này neuron của nó rất là mạnh ở khu vực vận động, vì vậy nó rất là thích được di chuyển, được linh hoạt. Và các anh chị thân mến, tôi đã từng thấy rất là nhiều người họ cấm con họ chơi đá banh, chơi thể thao, bởi vì họ nghĩ rằng thể thao thì làm sao mà có tiền mà sống. Các anh chị biết Công Phượng không? Các anh chị biết Messi không? Lương của Messi hiện tại là 7,3 bảng Anh, 7,3 triệu bảng Anh, tức là nó tương đương với khoảng 210 tỷ Việt Nam đồng một tháng. Đây là người đang lãnh lương cao nhất hành tinh đấy. Các anh chị thân mến, đó là một cầu thủ đá banh các anh chị nha. Và cậu này thì không có phải là cao to gì đâu, chỉ có 1m6 mấy, 1m70 đổ lại thôi. Các anh chị thân mến, đó là khi mà người ta được làm cái điều người ta giỏi, người ta sẽ lên đỉnh vinh quang. Tôi nhắc lại là thu nhập của cậu ấy tính ra tiền Việt mình là một tháng là 210 tỷ đồng, tương ứng với là 7,3 triệu bảng Anh. Như vậy thì các anh chị có những người làm cả đời cũng kiếm không nổi 210 tỷ đồng giống như cậu ta chỉ cần làm một tháng thôi. Vậy thì khi con các anh chị nó mê đá banh, mà nếu các anh chị có cái sự để tâm vào, các anh chị đầu tư cho nó, cho đến Hoàng Anh Gia Lai học đi ha, rồi thì tạo cho con những cái mối kết nối, những cái cơ hội, biết đâu con anh chị sẽ trở thành những con người rất là tuyệt vời đấy. Và khi mà một con người họ mạnh về vận động thì cũng chưa chắc là sau này họ sẽ sống bằng nghề đá banh. Nhưng khi các chị cho người ta được đi đá banh thì người ta cảm thấy được giải phóng năng lượng, người ta cảm thấy rất là thích thú. Và khi đó người ta quay trở về, người ta học mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng có người thì lại con nó thích đi học võ, đi học bơi, đi học đá banh thì lại không cho. Suốt ngày cứ bắt ngồi im, hồi đó mà học, học đi. Và thế là nó trở thành một cái đứa trẻ rất là bực bội trong người của nó. Rồi nó đến một cái nơi nào đó, nó đâu có ngồi yên được, nó chạy lui chạy tới, mình lại la nó, thậm chí mình đánh đòn nó. Như vậy là rất là tội nghiệp.
Nên nếu mà các anh chị có những cái đứa con như vậy thì một cái năng lực các anh chị nhất định phải luyện, đó là năng lực xin lỗi. Chúng ta dẫn nó tới nhà ai đó chơi và nó chạy lung tung đâu đó thì câu đầu tiên mình phải nói xin lỗi anh, con em nó mạnh về vận động á, nó thông minh về vận động nên nó ngồi yên chỗ không được, anh thứ lỗi. Rồi mình lại dẫn con mình tới, một lát nữa nó lại chạy ra, mình lại xin lỗi. Như vậy là ổn. Tức là nếu mà mình hiểu về cái năng lực này của đứa nhỏ thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy nó bình thường. Và mình hãy chuẩn bị một cái câu xin lỗi để làm cho cái người chủ nhà hoặc người bạn của mình hoặc những người xung quanh họ cảm thấy không thoải mái thì họ cũng cảm thấy dễ chịu. Chứ còn không phải là chúng ta lại đi làm ngược lại, đó là chúng ta bắt nó phải ngồi im. Cái việc mà chúng ta bắt một người người ta làm ngược lại với cái điều người ta mạnh á là nó tạo ra một sự ức chế. Chưa từng có một cái sự ức chế nào mà đem đến cho con người ta hạnh phúc bao giờ. Tôi nói lại, chưa có một cái sự ức chế nào mà đem lại cho con người ta hạnh phúc bao giờ. Đã gọi là ức chế rồi thì chắc chắn đến một lúc nó sẽ gây ra hậu quả thôi. Vì vậy mình thực sự yêu con của mình, mình thấy con của mình nó nhoi, nó chạy lui chạy tới ngay khi còn bé là đã dễ dàng phát hiện ra rồi, thì chúng ta phải vui vẻ. Trong cộng đồng outlier camp của tôi cũng có những đứa như vậy các anh chị. Biểu nó vào hàng là nó vào chưa đầy phút là nó chạy ra. Nó chạy lăng xăng nó làm đủ kiểu. Và việc của tôi đó là cứ động viên nó thế thôi, chứ không có ép buộc gì hết trơn. Cứ động viên. Nó chạy ra rồi mình lại động viên nó, xoa đầu nó. Rồi từ từ nó lại chạy vào. Và những đứa trẻ đó là những trẻ rất là thông minh đấy. Bởi vì nếu mà nó nhanh nhẹn, nó vận động như vậy thì khi mà nó được kích hoạt học các cái lĩnh vực khác nó đều dễ dàng đấy các anh chị. Nhưng mà sợ nhất đó là tại sao nó không thể hiện được những cái tài năng khác, là bởi vì cái tài năng mà nó mạnh nhất đó là vận động đã không được công nhận, nên tạo cho nó một cái sự khó chịu, ức chế, nên những cái khác nó cũng không thích đâu. Và coi chừng, nếu chúng ta không biết cách phát huy tài năng làm cho nó bị ức chế và chúng ta không cổ vũ động viên nó thì đến một lúc nó sẽ dẫn tới một cái hiện tượng, đó là nó cảm thấy nó không có giỏi giang, nó cảm thấy nó không có phải là một cái người có giá trị cao trong cuộc đời này. Nhưng mà tôi nói lại, người đang lãnh lương cao nhất hành tinh này là Messi. Cậu ấy đang được trả 7,3 triệu bảng Anh, tương ứng với 210 tỷ đồng Việt Nam trong vòng một tháng. Vậy thì nếu con của mình thuộc cái nhóm năng động, nhạy bén, thích vận động thì hãy công nhận nó, hãy cho con mình cơ hội được làm cái điều mà nó thích. Hãy cổ vũ nó, hãy công nhận nó, hãy tôn vinh nó khi cần, thì làm cho nó cảm thấy tự tin vào nó và các loại năng lực khác tự nhiên sẽ được phát triển lớn mạnh theo cái điều mà bản thân nó phát triển theo từng độ tuổi khác nhau. Đó người ta gọi là thông minh vận động các anh chị nha. Các anh chị thân mến, các anh chị có bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ mà nó có khả năng nó ngồi chơi một mình chưa? Có những đứa trẻ khi mà chúng ta đưa cho nó một cây bút chẳng hạn, hoặc là nó ngồi nó cầm lên một cái món gì đấy thì nó có thể tự ngồi chơi một mình. Ví dụ nó nhắm mắt lại và nó quơ như thế này. Bùm đấy. Nó ngồi nó chơi như vậy. Có nhiều người bảo là con tôi nó có dấu hiệu giống như bị khùng ấy. Nó ngồi nó nói cái gì một mình đấy. Các anh chị thân mến, đó là những thiên tài tưởng tượng đấy. Cái loại hình thông minh mà tôi đang trình bày đây người ta gọi là không gian thị giác. Tức là những người họ ngồi họ nghĩ ra những cái gì mà chưa có trên đời. Họ nghĩ ra những cái gì rất là độc đáo, một cái gì đó rất là mới lạ. Họ sau này sẽ là những kiến trúc sư, sẽ tạo ra những ngôi nhà đẹp mà trước giờ chưa có. Họ sẽ là những nhà thiết kế thời trang, nghĩ ra những cái bộ trang phục mà trước giờ chưa có trên đời. Họ là những cái người gọi là họa sĩ, họ là rất là nhiều cái lĩnh vực cần tới cái loại hình thông minh này. Vì vậy nếu mà thấy con của mình nó có biểu hiện, nó ngồi nó chơi một mình, nó nói chuyện một mình, nó nghĩ cái gì đó, nó sắp xếp cái gì đó, rồi nó nói chuyện giống như kiểu là đang có nhiều người chơi với nó, thì các anh chị phải vui mừng chứ. Nhưng mà nhiều người khi con nó đang tưởng tượng như vậy thì mình lại tới mình đập vào tay nó hoặc là đập vào vai nó và nói đi học bài đi, sao lại ngồi nói một mình như vậy, khùng hả? Tức là không biết ai khùng ấy, các anh chị hình dung không? Tôi đã đi dạy hơn 12 năm qua, tôi đã gặp rất là nhiều phụ huynh. Họ nói là nhiều khi con tôi kỳ lắm thầy. Tôi dẫn nó đi ăn sáng, uống cà phê với bạn bè, nó ngồi tí là nó cầm được cái đũa hay cái muỗng gì đó là nó chơi, nó nói một mình nó. Tôi nhìn tôi cảm thấy rất là lo lắng. Tôi thì tôi nói chị mới là người mà tôi lo lắng chứ không phải nó đâu. Các anh chị thân mến, đó người ta gọi là thông minh về không gian thị giác. Những người này các anh chị biết họ đi đường rất là chuẩn nha các anh chị. Họ đã đi tới đâu là họ nhớ đường. Các anh chị có thấy có một cái nhóm người, tức là họ đi tới đâu là họ nhớ đường tới đó không? Còn có những người đã đi đến đó rất là nhiều lần rồi nhưng mà không nhớ đường. Các anh chị thấy đi là phải bật Google Maps lên, còn nếu không là không đi được. Tức là mình
có những người họ lạc vào một cái khu vực nào đó thì họ có thể nhanh chóng định vị cái lối ra, nhưng có rất là nhiều người cứ loanh quanh mãi trong một vài ngõ phố, đi lui đi tới nó vẫn không đi ra được. Đó là tại vì mình không có khả năng định hình được cái không gian thị giác. Các anh chị hình dung không? Vì vậy nếu mà con anh chị nó có cái biểu hiện như vậy, các anh chị phải vui mừng, vì nó chính là những cái nhà phát minh trong tương lai sẽ đưa ra được những cái công trình vĩ đại, giống như ngày xưa chưa có cái bóng đèn, Thomas Edison là người nghĩ ra đó là làm sao mà thế giới này buổi tối phải sáng lên, tức là phải có cái bóng đèn. Nhưng mà rất là nhiều người khi nghe ông nói như vậy thì nói ông khùng. Nhưng mà bây giờ những cái người mà nói ông khùng thì con cháu của họ toàn là xài bóng đèn của ông không đấy. Tương tự như vậy, anh em nhà Bright khi mà nói rằng là chúng tôi muốn có một cái gì đó mà không phải là con chim mà nó bay ra được khỏi mặt đất, thì cả thế giới đều cười vào mặt, nói rằng là nó suy nghĩ một cách khùng điên. Nếu không phải là chim thì làm sao mà bay lên được? Nhưng rõ ràng bây giờ có cái thiết bị không phải là chim mà vẫn bay ra được khỏi mặt đất, đó chính là máy bay. Các anh chị thân mến, những cái con người vĩ đại như vậy nhưng mà đã bị các anh chị vùi dập mỗi ngày. Các anh chị hãy tưởng tượng mình có một đứa con vô cùng vĩ đại như vậy, nhưng mình cứ vùi dập nó mỗi ngày thì nó có vĩ đại nổi không? Hay là nó cảm thấy là nó nhiều khi mình nói nó khùng, lần thứ nhất nó không tin, lần thứ hai nó không tin, nhưng mà nhiều lần tự nhiên nó có cảm giác mình cũng có vẻ khùng khùng. Nên có rất nhiều đứa trẻ khi đến cộng đồng Outlier Camp của tôi, nó đứng dậy nó nói là xin chào các bạn, tôi là ví dụ như là Nguyễn Văn A, ba từ nói về tôi là bla bla bla, và sau đó nó nói tôi là một cái người khác, người khác đời, tôi má tôi nói tôi là khùng khùng, ví dụ vậy. Thì tự nhiên tôi nghe những lời như vậy tôi cảm thấy rất là đau lòng. Tôi cảm thấy rằng nếu mà đứa trẻ này, nếu mà nó được động viên đúng mức thì bây giờ nó đã như thế nào rồi. Vì vậy tôi cần phải chỉnh sửa nó lại từng ngày, từng ngày, từng ngày để nó trở thành những đứa trẻ xuất chúng. Các anh chị thân mến, tôi vừa trình bày cho các anh chị loại hình thông minh thứ 8, đó là không gian thị giác. Đó là những người có năng lực tưởng tượng, những người có năng lực sáng tạo cực đỉnh, và họ sẽ những người sinh ra để thay đổi thế giới này. Và các anh chị thân mến, tùy vào mỗi loại năng lực khác nhau thì chúng ta sẽ có nhiều, có thể làm nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng mà nhớ đừng có tập trung vào nghề, nghề là nó nhỏ lắm, phải tập trung vào năng lực. Khi mà chúng ta có năng lực gì thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều cái nghề xung quanh cái loại năng lực đó. Và chúng ta phải biết kết hợp năng lực của mình, chúng ta phải biết phát huy thế mạnh và làm sao để biết cách phối hợp cái yếu của mình với người khác. Có những người suốt ngày họ không tập trung vào thế mạnh, họ lại đi khắc phục điểm yếu của mình. Như vậy thì các anh chị hãy tưởng tượng mình đã yếu rồi và mình khắc phục lên cho bằng người ta thì đã hết cuộc đời rồi. Còn những người thành công là những người họ tập trung vào cái họ mạnh và họ đi tìm cái người mà mạnh cái họ yếu để mà hợp tác với nhau. Giống như cách của tôi đang làm. Đó là tôi là cái người rất là giỏi về ý tưởng, tôi là người mạnh về tương tác, nhưng tôi là không giỏi về logic, tôi không giỏi về chi tiết. Vì vậy tôi cần phải có những người cộng sự giỏi về hệ thống, giỏi về chi tiết để họ giúp tôi. Và khi mà tạo ra một kết quả tốt đẹp thì giá trị được chia đều, để cho mọi người cảm thấy rằng họ xứng đáng với những gì họ cống hiến, họ xứng đáng với những gì họ đóng góp. Các anh chị thân mến, nếu mà chúng ta có một đội banh mà ghi bàn thắng, ví dụ như đội Việt Nam mà vô địch, cái người mà biết coi đá banh người ta sẽ nói đội Việt Nam tuyệt vời. Còn có cái một số người họ sẽ nói này, Công Phượng tuyệt vời, hoặc là Tiến Dũng tuyệt vời, tức là họ khen một cái cầu thủ nào đó. Các anh chị thân mến, tất cả chúng ta sinh ra đều có cái giá trị như nhau. Tôi nói lại là như nhau nhé, như nhau. Trong cuộc đời này không có cái nghề nào là cao, nghề nào là thấp, mà chỉ có cái người cao và người thấp trong cái nghề đó mà thôi. Cũng là cái nghề, nhưng mà tại sao có những người thu nhập họ rất là cao, mà tại sao cũng cái nghề đó mà có người đang thất nghiệp, có người không là kiếm ra được thu nhập từ cái nghề đó. Vậy thì hãy coi lại cái nghề của mình làm, nó có phải là thế mạnh của mình không? Nhiều khi rất là nhiều người khi họ làm việc mà họ không biết là có phải thế mạnh của họ không. Rất là nhiều sinh viên bây giờ chọn trường mà không chọn dựa vào năng lực, mà lại chọn dựa vào ý của cha mẹ muốn, chọn dựa vào nghe bạn nói, hoặc là chọn dựa vào bởi vì cái này nó đủ điểm nên mình cứ học đại vào bên trong. Và khi mình học vào mà mình cũng không biết đó là có phải là thế mạnh của mình không, thì dẫn tới một hiện tượng đó là mình sẽ có tấm bằng nhưng mà mình lại không làm cái nghề đó. Rất là nhiều người học kinh tế nhưng bây giờ thì đi ra làm một công việc gì đó môi giới bất động sản. Có những người học là kỹ sư về giao thông vận tải, về đường sắt, nhưng bây giờ hiện đang đi bán hàng. Các anh chị hình dung có rất là nhiều cái nghịch lý như vậy. Cũng rất là nhiều ông kỹ sư công nghệ thông tin bây giờ về mở quán trà sữa bán, tại vì cảm thấy đó không phải là việc mình thích. Cái việc mà họ ngồi họ lập trình hoặc là họ làm một hệ thống mạng không phải là điều họ thích.
Chẳng qua là cái hồi đó cái nghề đó nó hot nên người ta lao vào người ta học, hoặc là cha mẹ người ta muốn như thế. Tôi hỏi các anh chị này, thời gian là cái thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Tất cả chúng ta đều có 24 tiếng như nhau. Nếu mà cái người thành công là cái người họ biết sử dụng thời gian của họ một cách hợp lý và tạo ra giá trị cao nhất. Nhưng nếu mà con chúng ta mất 5 năm, 7 năm để nó đi tìm kiếm một cái công việc, mà đặc biệt là nó tốn nhiều năm để học mà không học vào cái thế mạnh của nó, thì cuộc sống của nó rất là tội nghiệp. Các anh chị hình dung không? Đó là lý do rất là nhiều người đang thất nghiệp. Tại vì mình đang học cái mà không biết có phải là thế mạnh của mình không, nó có phải là đam mê của mình không. Vì vậy chúng ta cần phải dành một chút thời gian, chúng ta tỉnh tại, chúng ta suy nghĩ xem, tìm hiểu xem. Hồi nãy tôi có nói cái ý là tất cả các loại tài năng đều có giá trị như nhau, là ở cái ý đó. Khi mà một cái đội bóng cùng thắng thì chúng ta nhớ là giá trị của tất cả các cầu thủ là như nhau. Những cầu thủ thi đấu ở ngoài sân cũng như những cầu thủ dự bị, cũng như là khán giả. Nếu mà một cái trận đấu đó đội banh của chúng ta sút vào lưới người ta 3 quả nhưng mà đội bạn lại đá vào lưới chúng ta 4 quả thì điều gì xảy ra? Chúng ta sẽ thua với tỷ số là 3-4. Như vậy thì kết thúc trận đấu người ta đi tìm nhà vô địch, người ta hỏi, người ta phỏng vấn chứ người ta tìm mình làm gì? Vì vậy nếu mà mình có một cái chiến thắng, mình phải hiểu rằng tất cả mọi người đều có công ở trong đó, có cái sự góp công của mình. Nếu mà mình đi đá mà không có khán giả cổ vũ cho mình thì các anh chị nghĩ sao? Tôi đã từng đến xem nhiều trận đá bóng và có những cái trận tức là cổ động viên của đội nhà, bởi vì đội nhà ở xa quá đến cái sân của đội khách, nguyên một cái sân toàn là cổ động viên của đội khách, người ta mỗi lần người ta chỉ hò reo thôi là mình đã muốn teo bô ri rồi, làm sao mà đá được nữa. Vì vậy mỗi trận đá của chúng ta thắng là nó có cái sự cổ vũ của khán giả. Rồi thì nếu như chúng ta nghĩ xem, nếu mà chúng ta tiền đạo rất là giỏi nhưng mà thủ môn không có giữ được khung thành của mình tốt thì làm sao mà mình thắng được, hoặc là mình có sút vào lưới người ta cũng đâu có ý nghĩa gì. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng loại hình thông minh nào cũng như là tất cả chúng ta đều có giá trị như nhau. Chúng ta sinh ra để làm một phần việc của mình, không có cái việc nào là cao, không có cái việc nào là thấp, chỉ có cái người cao người thấp trong cái việc đó mà thôi. Nếu mà chúng ta khẳng định được cái giá trị của bản thân mình thì mình sẽ làm việc một cách có trách nhiệm, đam mê. Sợ nhất một điều nữa, đó là chúng ta chưa làm cái việc chúng ta mê, nên nhiều khi chúng ta đang đối phó với chính cuộc sống của chúng ta. Vì vậy thì khả năng thành công là rất là thấp. Chúng ta chỉ đi làm vì mưu sinh thôi. Điều đó không phải là xấu, nhưng chúng ta nhất định phải dành thời gian để chúng ta đầu tư cho cái việc chúng ta đam mê. Cho đến khi cái việc chúng ta đam mê nó đủ thu nhập để giải quyết cuộc sống của chúng ta thì hãy bỏ đi cái việc mà chúng ta không đam mê. Chúng ta sống một lần, sống làm sao cho thật sự là nó đúng cái giá trị của chúng ta. Đó là cái điều chúng ta cần quan tâm. Và trong bài học kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để làm sao chúng ta dạy cho con của mình phù hợp với cái loại năng lực của nó. Không phải mọi đứa trẻ chúng ta đều dạy giống như nhau đâu. Nếu chúng ta dạy mọi đứa trẻ giống nhau thì chẳng khác gì chúng ta có một viên thuốc, chúng ta đem vào trong một cái bệnh viện, chúng ta nói với các loại bệnh nhân rằng đây là thuốc tiên, chỉ cần uống cái viên thuốc này thì nhức đầu sẽ hết nhức đầu, đau bụng sẽ hết đau bụng, ung thư sẽ hết ung thư, cao huyết áp sẽ hết cao huyết áp. Theo các anh chị có cái loại thuốc đó trên đời không? Không đâu. Mỗi loại bệnh sẽ có một cái viên thuốc khác nhau. Mỗi đứa trẻ nó có một năng lực khác nhau và nó có cách dạy khác nhau. Và trong bài học kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách dạy làm sao để giúp cho con mình nó phù hợp với năng lực của nó, để nó phát huy tài năng của nó. Các anh chị nha. Trong bài học này chúng ta sẽ học cái cách làm sao để giúp cho con của mình nó học dễ dàng khi nó có cái loại hình thông minh. A thì học như thế nào, B thì học như thế nào. Chúng ta vừa nói về 8 cái loại hình thông minh. Này các anh chị thân mến, những cái đứa trẻ mà nó giỏi về luận lý thì cái cách mà chúng ta dạy cho nó mọi môn học đó là hãy cho nó chơi những câu đố. Hãy thích giải câu đố, môn gì cũng có thể đố được mà, đúng không? Ví dụ như là mình nói là trong 4 cái âm sau đây thì ghép lại thành từ gì? Ví dụ chúng ta cho nó chữ W, chữ R, chữ G, chữ O thì lập tức có đứa nó ngay lập tức mình vừa mới viết xong chữ cái thì nó nói chữ word, tức là cái từ đó. Có nghĩa là mình giúp cho con của mình, học trò của mình đó, nó chơi những cái trò chơi ghép
luận lý á, tức là hãy dạy cho các học trò này bằng những câu đố, môn gì cũng được, chỉ cần có câu đố là nó thích. Hoặc là cho nó giải ô chữ, ví dụ như là từ này gồm có 7 chữ cái và chữ đầu tiên là chữ L, ví dụ như vậy. Rồi để cho nó tự đoán chữ thứ hai, chữ ba. Rồi thấy nó hơi bị bí, chúng ta nói bây giờ cô lập cho con cái ô chữ số 5, lập lên chữ R, ví dụ như vậy. Tức là các anh chị thân mến, đối với những đứa trẻ mà nó mạnh logic thì dạy bất kỳ môn gì cũng phải có câu đố, cũng phải có giải ô chữ. Nói chung là có những cái làm cho nó phải phân tích đó, thì nó rất là thích. Nên là dù dạy lịch sử hay là dạy tiếng Anh hay là dạy môn gì mà cứ có câu đố là mấy đứa logic nó thích dữ lắm. Tiếp theo nữa là đối với cái nhóm thứ hai, đó là những đứa trẻ mạnh về tương tác. Thì dù là môn học gì tôi không biết, nhưng chắc chắn là phải có teamwork. Nó thích được làm đội trưởng, nó thích được làm đội phó, nó thích là người dẫn dắt một cái đội nhóm. Vì vậy nếu mà những đứa trẻ nó mạnh về tương tác, các anh chị dạy cho nó môn gì tôi không biết được, nhưng chắc chắn phải tạo ra những cái đội nhóm. Môn gì cũng có thể đội nhóm được mà, đúng không? Trong tất cả 10 cái chương trình của tôi dạy các học sinh của tôi đều cho chúng kết nhóm để chúng chơi nhóm này thi đấu với nhóm kia. Và những cái đứa trẻ mà nó mạnh tương tác thì khi mà chúng ta kết nhóm xong, chúng ta nói là bây giờ mỗi đội hãy tự bầu đội trưởng. Ai nghĩ rằng mình là đội trưởng thì đưa tay lên. Thì những cái đứa trẻ đó nó sẽ là đứa đưa tay rất là nhanh. Khi nó đưa tay lên, ví dụ như trong nhóm mà chỉ có một đứa đưa tay thì coi như nó là đội trưởng luôn. Nhưng mà có ba đứa đưa tay thì chúng ta làm gì? Chúng ta hãy nói bây giờ chúng ta hãy làm theo kiểu bầu cử tổng thống Mỹ nha. Tức là mỗi người hãy đứng dậy và nói cho mọi người biết mình tên gì, và nói cho mọi người biết mình có cái năng lực gì, mà tại sao mọi người phải bầu cho mình. Thế là lần lượt ba đứa nó nói về bản thân đó, và các bạn trong nhóm bắt đầu bầu cử. Và có một cái luật bầu tôi thường chơi với các học trò tôi, đó là gì? Mỗi người chỉ được bầu một lần thôi. Không có được một người mà đi vote cho hai người, ba người, mà mỗi người chỉ được chọn một người. Vậy thì chắc chắn sẽ có cái số phiếu bầu cho một người nào đó là cao nhất. Nói tóm lại là đối với những cái bạn mà giỏi về tương tác con người với con người, thì khi dạy các bạn ấy bất kỳ môn gì phải tổ chức thành từng team. Và chắc chắn những con người ấy họ sẽ rất hào hứng khi được bầu làm đội trưởng, đội phó. Thích dữ lắm, thích làm thủ lĩnh. Các anh chị hình dung không? Họ sẽ biết cách kết nối giao việc cho các thành viên trong nhóm. Đó là đối với loại hình số 2. Đối với loại hình số 3, đó là thông minh về nội tâm. Đây là những cái người họ rất là thấu đáo. Các anh chị hãy cho họ tham dự những cái mà liên quan tới, hãy cho họ những cái lý do mà họ làm. Đó là cho họ thấy được cái cá nhân họ, tức là mình đưa cho họ thấy cái giá trị của cá nhân họ. Ví dụ như nói là trong lớp tôi có cái anh chàng kia kìa, tương tác thì không có giỏi, nên là mỗi lần mà chơi những cái hoạt động mà gọi là mang tính teamwork, bạn cảm thấy không có thoải mái lắm đâu. Nhưng mà tôi nói rằng trong cái hoạt động này nếu mà không có tiếng thì khả năng rất là cao thì là đội của mình sẽ không có thể thắng được. Vậy là bạn ấy cảm thấy rằng cái sự hiền diện của bạn ấy trong cái thế giới này nó có một cái giá trị. Và bạn ấy gọi là thích những cái công việc mà mang cái tính chất có giá trị cho người khác. Nhiều khi là những người này người ta gọi là hay nghĩ cho người khác lắm á. Những người này họ làm những cái vị trí sau này, ví dụ như là chủ tịch công đoàn rồi đó, họ thích lắm luôn. Tức là mình sống vì người khác á. Có một nhóm người họ sinh ra là họ mang một cái sứ mệnh, đó là mình sống vì người khác. Nhiều khi làm cho họ thì họ không làm, nhưng mà làm cho ai đó thì họ làm. Nên những cái đứa trẻ mà ví dụ như nó không chịu ăn rau, chúng ta biết rau và trái cây là cái thức ăn nhất định. Chúng ta muốn có một bộ não khỏe mạnh cho con là nhất định phải cho con ăn. Các anh chị nhớ học cái chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài. Ai chưa mua cái khóa học này thì nhớ mua cái khóa học này mà học. Trong cái chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài, tôi đã hướng dẫn rất là đầy đủ những cái gì liên quan. Và trong chương trình gọi là ghi chép thông minh, tôi cũng đã hướng dẫn cho các học trò. Nhưng mà có những đứa trẻ nó cũng không có thích lắm cái việc gọi là ăn rau và trái cây đâu. Nhưng mà khi các anh chị nói hôm nay chúng ta ăn một lát dưa leo vì yêu ba được không, thì nó yêu ba của nó. Ban đầu là nó không chịu ăn lát dưa leo đó, nhưng vì nó yêu ba của nó nên khi mình đưa cái dưa leo ra nó ăn ngay một lát. Rồi sau đó nó ăn ngày đó, xong hôm sau mình lại nói hôm nay chúng ta lại ăn, ví dụ như hôm nay Kim lại ăn một lát vì ba nữa nha. Thế là nó lại ăn một lát vì ba. Sau đó nói Kim có thương bà nội không, nó nói là Kim thương. Thế là Kim ăn cho bà nội một lát nữa nha. Thế là hai lát dưa leo.
Tương tự như vậy, chúng ta lôi nguyên một dòng họ ra, những cái người mà nó yêu quý, thì chúng ta giúp nó ăn hết trái dưa leo. Các anh chị hình dung ý tôi nói không? Đối với cái nhóm người mà họ mạnh về nội tâm, tức là họ không phải là cái người sởi lởi với thế giới bên ngoài, thì nhớ, chúng ta muốn khơi gợi cái đam mê học thì chúng ta phải nói tới những cái người, những cái lý do mà mang cái tính chất ảnh hưởng tới những cái điều mà đứa bé đó nó quan tâm, cái người học sinh đó họ quan tâm, thì tự nhiên họ sẽ làm. Và tiếp theo, đó là một cái nhóm người, đó là ngôn ngữ. Họ rất là giỏi về ngôn ngữ, thì làm sao để dạy được những người giỏi ngôn ngữ mà họ yêu thích đây? Bất kỳ môn nào cũng hãy cho họ được thuyết trình. Trong một tiết học phải đưa cái hoạt động thuyết trình vào. Ai hôm nay có thể lên tóm tắt lại những gì thầy đã dạy trong ngày hôm nay? Đưa tay. Thế là họ chạy lên ngay. Tức là họ thích lên diễn giải lại cái ý. Phát biểu đó mà. Những người thích phát biểu, thích hùng biện, thích thuyết trình, thì chúng ta hãy để cho họ được có cơ hội để thể hiện. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để làm cho bốn cái nhóm còn lại hưng phấn trong việc học. Trong cái loại hình thông minh âm nhạc thì các anh chị làm gì để cho đứa trẻ mà có cái năng lực về âm nhạc nó hào hứng trong việc học đây? Đó là hãy để cho nó được đọc rap, đọc thơ. Các anh chị có nhớ ngày xưa để mà mình nhớ mấy cái công thức toán học, rất là nhiều thầy cô đã chế ra rất là nhiều bài thơ phải không? Chúng ta có những cái bài đọc rap về học từ vựng trên tiếng Anh. Tiếng Anh đọc rap, đọc rap để học tiếng Anh. Tí là con nít nó rất là thích nếu mà nó mạnh về cái loại hình ngôn ngữ. Và tôi đã từng có một cái người bạn của tôi, cổ học tiếng Anh một cách thành công nhờ cái việc là cổ nghe bài hát. Và sau khi cổ thành thạo được tiếng Anh thì cổ cảm thấy hưng phấn và cổ nghĩ rằng đó là bí kíp học tiếng Anh. Sau đó cổ gặp ai á, thì cổ cũng chia sẻ về cái phương pháp cổ đọc tiếng Anh bằng bài hát. Nhưng mà những cái người mà cùng cái nhóm với cổ, họ rất là hào hứng và mang ơn cổ. Nhưng mà một số người họ thờ ơ. Và những lúc như vậy tôi phát hiện ra là cổ không được vui cho lắm. Cô nghĩ rằng là cô đã chia sẻ cho người ta cái bí mật trong việc học tiếng Anh, nhưng mà người ta cảm thấy thờ ơ. Cô cảm thấy rằng điều đó làm cho cô cảm thấy bị tổn thương, không có vui. Nhưng mà đến một ngày tôi phân tích cho cô hiểu rằng không phải ai sinh ra cũng mạnh cái loại hình thông minh âm nhạc. Bởi vì vậy, có những người khi mà cô chia sẻ rất là chân thành nhưng họ không có thích nghe, họ cảm thấy đó không phải là cái họ thích, nên họ cảm thấy học tiếng Anh mà ngồi đó mà nghe nhạc, họ đâu có thích nhạc gì đâu mà nghe. Các anh chị hình dung không? Vì vậy qua cái câu chuyện này tôi muốn nói với các anh chị rằng, nếu mà người ta giỏi về âm nhạc, năng lực của người ta thuộc về lĩnh vực âm nhạc, thì những cái cách học liên quan tới âm nhạc người ta mới thích. Chứ còn người ta đã không thích thì các anh chị sẽ không giúp được người ta. Còn nếu mà người ta thích âm nhạc thì nhớ là dạy môn gì cũng phải nghĩ ra cách, nào là đọc rap, nào là làm thơ, nào là chế ra một bài hát gì đó mà liên quan tới cái môn học đó. Tất cả các môn học đều có thể làm được mà, đúng không? Tiếp theo nữa là chúng ta nói về cái loại hình thiên nhiên. Những cái người mà họ thích thiên nhiên, họ mạnh về thiên nhiên, thì làm sao họ có thể học tốt được? Rất là nhiều trường bây giờ đã làm rất là đúng, đó là cho đi dã ngoại. Nhưng mà nhớ cho đi nhiều hơn, cho học ngoài trời nhiều hơn. Đừng có nhốt hết trẻ em vào trong những cái phòng học kín, mà hãy để cho chúng được ra ngoài sân trường. Hãy để lâu lâu cũng phải một tuần cũng phải có vài tiết cho chúng được học bên ngoài. Nếu mà tuyệt vời là cho chúng đi cắm trại, cho chúng có những cái không gian trồng cây, hái rau, ngồi trong một cái không gian trên bãi cỏ mà học. Chúng rất là thích những cái loại hình như vậy. Còn nếu những cái đứa trẻ này mà mình nhốt hết vào bên trong một cái căn phòng rồi xong, các anh chị hình dung không? Vậy là những cái đứa trẻ mà mạnh về thiên nhiên thì chúng ta sẽ giúp chúng học mọi thứ tốt đẹp bằng cái việc đó là có cái không gian ngoài trời, có cái tương tác ở ngoài trời. Tiếp theo nữa, đối với cái nhóm mà thông minh về vận động đó, các anh chị chắc có thể các anh chị cũng đã tự đoán ra, đó là trong một buổi học chắc chắn phải có những cái game mà nó phải chạy lui chạy tới. Nên tôi có rất là nhiều cái game như vậy. Ví dụ như cái trò chơi cướp cờ. Các anh chị hãy hình dung này, mình vẽ vào một cái ô vuông, sau đó mình bỏ những cái kiến thức mà mình dạy vào trong cái ô vuông đó. Sau đó hai đội đứng hai bên, và khi mà mình nói về một kiến thức gì đó, tôi ví dụ như là tôi dạy các con là bước số 4 ở trong cái việc mà đọc siêu tốc đó là bước gì. Thế là trên cái ô vuông đó nó có rất là nhiều cái thẻ, trong đó có một cái thẻ nó ghi là đọc nội dung bằng phương pháp chỉ tay một dòng. Và thế là
các bạn, tôi kêu là thầy mời số 1, thế là 2, số 1 chạy lên và bắt đầu đảo mắt để quan sát xem là bên dưới cái thẻ nào nó ghi là đọc nội dung bằng chỉ tay một dòng. Kiến thức lịch sử, kiến thức địa lý, kiến thức sinh học, tất cả mọi kiến thức đều có thể cho chơi cướp cờ trong một buổi học mà không cho học trò nhúc nhích là rất tội nghiệp đối với những đứa vận động. Hoặc ít ra là cũng những cái trò chơi chạy lên bảng để ghi lại. Ví dụ như là các anh chị làm cái này, nếu các thầy cô thì có thể làm cách này. Mình chia ra hai đội, đội A và đội B thi đấu với nhau. Và ví dụ như hôm đó có 10 từ tiếng Anh mà mình muốn rằng á, gọi là mình đếm 1, 2, 3 thì hai người đại diện chạy nhanh lên và ghi nhanh xuống 10 cái từ tiếng Anh ngày hôm đó học. Ai ghi nhanh nhất đội đó là đội chiến thắng và chuẩn bị một ít quà cho các con. Tương tự như vậy có nhiều cái hoạt động khác nhau trong cái chương trình về phương pháp đào tạo. Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị đầy đủ những cái kỹ năng này, không lo lắng. Và tương tự như vậy thì đối với cái loại hình người ta gọi là thông minh về không gian thị giác, thì làm sao chúng ta giúp cho các học trò này hứng thú đây? Đó là hãy cho họ vẽ. Hãy cho họ vẽ, hãy cho họ hư cấu những câu chuyện, họ thích lắm. Những đứa trẻ này, những học sinh này nó rất là thích vẽ. Nên mình thấy có những đứa trẻ khi mà nó học, nó thích ngồi nó vẽ nguệch ngoạc một cái gì đó. Nó cứ thích vẽ như vậy. Hoặc là biểu nó hư cấu một câu chuyện. Hư cấu một câu chuyện, đó là cái kỹ thuật mà tôi, trong 19 kỹ thuật siêu trí nhớ thì tôi có một cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật story, tức là hư cấu cái câu chuyện. Giống như Tom and Jerry á, có phải là hư cấu câu chuyện không? Tức là một cái bộ phim hoạt hình nổi tiếng dựa trên hai nhân vật chủ yếu, đó là Tom and Jerry. Nó xảy ra rất là nhiều cái trường hợp rất là vui, nhưng mà toàn là chuyện hư cấu chứ đâu có thiệt đâu. Thì khi mà hư cấu như vậy thì nó đụng vào khu vực tưởng tượng, đụng vào khu vực sáng tạo thì mới giỏi cái đó được. Nên mấy cái người mà họ rất là giỏi cái đó mà chúng ta cho họ chơi cái trò chơi gọi là vẽ là một, hư cấu câu chuyện là hai, họ rất là thích. Nhưng mà nếu nguyên một buổi chúng ta chẳng cho họ vẽ vời gì hết, chúng ta toàn bắt người ta ghi chữ, thậm chí còn bắt viết chữ cho đẹp ấy. Rồi không cho người ta kể chuyện, không cho người ta hư cấu, thì dẫn tới một hiện tượng, đó là người ta cảm thấy cái tiết học đó không có cái gì là hứng thú cả. Chúng ta nên nhớ, học mà không hứng thú là chúng ta phải xem lại phương pháp đào tạo. Chứ không phải là chúng ta thấy đứa trẻ nó không hứng thú học và chúng ta nói tập trung, tại sao lại như vậy, tại sao lại như kia, học trò không ngoan, con bất hiếu. Chúng ta hãy cẩn trọng với những cái ngôn từ ấy. Chỉ cần chúng ta dành một chút thời gian, chúng ta đặt câu hỏi làm sao để cho đứa trẻ này nó học mọi thứ một cách hứng thú. Khi các anh chị đặt có câu hỏi thì chắc chắn sẽ có câu trả lời. Còn nếu mà không đặt câu hỏi thì các anh chị đã quyết luôn rồi, nó là đứa học trò không ngoan, đứa con bất hiếu, thì chính xác các anh chị đã cho kết quả rồi còn gì. Vì vậy kết quả cuộc đời con chúng ta nó như thế nào, nó phụ thuộc vào chúng ta có đặt câu hỏi đúng hay không, để có được kết quả tốt đẹp hay không. Hay là chúng ta đã gán lên cho con chúng ta một cái mác như vậy thì chúng ta cứ nói sao thì nó ra vậy thôi. Các anh chị hình dung ý tôi nói không? Các anh chị thân mến, và trong bài học cuối cùng tôi sẽ nói cho các anh chị biết cái cách cuối cùng để các anh chị biết được tài năng con anh chị là gì. Các anh chị thân mến, nếu mà các anh chị đi ăn buffet có 200 món và có những món trước giờ các anh chị chưa từng ăn, nếu có ai hỏi các anh chị rằng đâu trong những món này là món ngon thì các anh chị trả lời thế nào? Cho tôi ăn đi rồi tôi mới biết chứ, đúng không? Ai trong số các anh chị đã từng ăn một cái món nhìn á, tưởng nó rất là ngon nhưng khi ăn vào thấy nó chẳng ngon gì hết. Cái hương vị rất là... Và các anh chị ai đã từng ăn một cái món gì mà ban đầu nhìn nó thấy nó cũng không có màu sắc hấp dẫn gì cho lắm, nhưng mà ăn vào mới thấy cái vị nó cực kỳ ngon, rất là phù hợp, đúng không? Ai đã từng như vậy thì đưa tay nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Cuộc sống là như vậy. Nếu các anh chị hỏi tôi là hãy cho tôi biết với kinh nghiệm hơn 12 năm đào tạo của thầy thì để biết con của mình nó giỏi cái gì thì làm sao thầy, thì tôi nói ngay hãy cho nó trải nghiệm. Làm ơn hãy cho con mình trải nghiệm. Tôi còn nhớ như in, con tôi có một lần nó ngồi chơi với mấy đứa anh em nhà nó, sau đó mấy đứa kia mới rủ nó ăn một cái món, đó là tôm sống nhúng wasabi. Và thế là
mấy anh em của nó mới lấy một chén wasabi, bỏ vào một ít nước tương, quậy một cái chén xanh lè lên. Sau đó lấy một con tôm nhúng vào. Sau đó thì hỏi là thằng anh của nó hỏi là ai sẽ ăn. Và thế là con của tôi nó xung phong. Tôi là người đã trải qua cái cảm giác ăn wasabi với tôm sống thì nó cay như thế nào. Tức là nếu mà thông thường thì các anh chị sẽ nói đừng có ăn. Nhưng tôi thì đã không làm như vậy. Hôm đó tôi cứ ngồi im đấy. Tôi cứ ăn cái món của tôi. Tôi cứ để cho đám nhỏ nó chơi với nhau. Tôi biết chắc kết quả nó sẽ thế nào. Nhưng mà tôi biết rằng nó sẽ có trải nghiệm để lần sau nó biết với người ta. Và tôi thấy khi con tôi nó xung phong nó đưa tay, sau đó nó là cái người bóc nguyên con tôm đầy wasabi đó bỏ vào miệng nó. Nó nhai mấy phát đầu tiên. Sau đó mấy đứa xung quanh cười ồ lên. Nó cầm lon coca nó uống. Tôi nhìn nó uống hết coca rồi mà nó vẫn không giải tỏa được cái sự cay nồng bên trong cổ họng của nó. Nó phải đứng bật dậy và nó chạy thẳng vào trong toilet. Hiện tại thì con tôi vẫn còn sống khỏe mạnh bình thường. Điều tôi muốn nói với các anh chị đây đó là tôi tin tưởng tuyệt đối rằng lần sau nếu có một đứa khác nhúng wasabi đưa cho nó sẽ không ăn nữa. Bởi vì nó đã biết được wasabi là một cái thức chấm rất là ngon của người Nhật. Nhưng mà không nên ăn quá nhiều, chỉ nên ăn chút chút cho vui thôi, để nó kích thích cái vị giác thôi. Vì vậy nếu mà muốn con của mình trưởng thành, các anh chị thân mến, hãy để cho nó được trải nghiệm. Tôi xin các anh chị đấy, hãy để cho con của mình được trải nghiệm. Những người thành công, những người có thành tựu tốt nhất, những người tự tin nhất là những người được trải nghiệm nhiều nhất. Hãy để cho con của mình được sai. Hãy để cho con của mình có cơ hội được nếm trải nhiều món ăn. Cho nó có cơ hội được đọc nhiều cuốn sách. Cho nó có cơ hội để chơi với nhiều nhóm người khác nhau. Để nó có một cái trải nghiệm rằng đối với nhóm người này thì thế nào, đối với nhóm người kia thì thế nào, đối với món ăn này thì thế nào, đối với món ăn kia thì thế nào. Không có gì tuyệt vời bằng một con người có nhiều trải nghiệm. Hãy cho nó được đi du lịch nhiều hơn. Hãy cho nó được ăn nhiều món ăn hơn. Nhiều món ăn mà trước giờ nó chưa từng ăn ấy. Hãy chỉ cho nó tham gia những cái hoạt động mà trước giờ nó chưa từng được tham gia. Và nó sẽ tự hiểu đâu là cái mà nó giỏi nhất. Tôi biết trên thị trường hiện nay có rất là nhiều công cụ. Ví dụ như sinh chắc vân tay, DIST, Tetramap, rất là nhiều cái công cụ. Mà với cái mục tiêu đó là làm sao để biết tài năng của con người. Nhưng tôi nói cho các anh chị biết, tất cả chỉ là để tham khảo. Còn cái mà chính xác nhất chính là một từ thôi. Các anh chị nghĩ đó là từ gì? Trải nghiệm. Hãy để cho con được trải nghiệm. Và chính các anh chị cũng hãy học cách trải nghiệm đi. Bởi vì nếu các anh chị nói với con mình hãy trải nghiệm đi, hãy trải nghiệm đi, nhưng các anh chị thì không trải nghiệm bao giờ. Các anh chị vẫn có thói quen đi làm từ nhà đến công ty bằng đúng một con đường. Như vậy gọi là không phải trải nghiệm. Hãy đi bằng một con đường khác đến công ty của mình. Có thể nó sẽ xa hơn, nó mất thời gian hơn, nó kẹt xe hơn. Nhưng các anh chị sẽ phát hiện ra được nhiều quán ăn rất là ngon mà trước giờ các anh chị chưa từng gặp. Các anh chị sẽ phát hiện ra rất là nhiều cái tiệm bán giày, bán mũ, bán quần áo, hay là một cái dịch vụ nào đó thú vị mà trước giờ các anh chị chưa từng thấy. Các anh chị thân mến, hãy để cho bản thân mình được trải nghiệm. Hãy học cách ăn những món ăn chưa từng ăn. Hãy tham gia những cái bộ môn trước giờ chưa từng tham gia. Hãy chơi, hãy làm việc, hãy làm tương tác với càng nhiều người càng tốt. Để rồi trong mỗi lần chúng ta có những cái va chạm, chúng ta có những cái xung đột, chúng ta có những cái sự thấu hiểu, và chúng ta sẽ không bất ngờ với cuộc sống của chúng ta. Chính trải nghiệm là cái quý giá nhất trong cuộc đời này. Vì vậy hãy cho con của mình trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Đó là cái cách sẽ phát hiện ra tài năng của nó một cách chính xác nhất. Và nhớ, theo từng mỗi độ tuổi, người ta sẽ có sở thích khác nhau. Có thể có những người phụ huynh nói với tôi rằng con tôi hôm nay nó nói nó thích cái này, ngày mai nó thích cái kia. Chuyện đó là bình thường mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta đừng có ngăn chặn nó lại, mà hãy để cho nó cơ hội được trải nghiệm. Hôm nay nó thích cái này, ngày mai nó thích cái kia, thì kệ nó. Nó càng thích nhiều cái thì nó mới chọn lọc được nhiều. Tôi mong các anh chị sẽ để ý những cái yếu tố quan trọng nhất trong cái bài học này, trong cái chương trình này. Một, đó là đừng có tập trung vào nghề. Vì nghề có thể thay đổi theo từng giai đoạn khác nhau, bối cảnh kinh tế khác nhau. Mà hãy tập trung vào cái gì các anh chị? Tập trung vào năng lực, tập trung vào cái thế mạnh. Vì khi một người có một cái thế mạnh nào đó, họ có thể làm rất là nhiều nghề khác nhau. Ở đâu họ cũng có thể sống tốt. Thứ hai, đó là chúng ta phải có sự thấu hiểu về từng loại năng lực.
mà biết cái cách dạy khác nhau. Chứ nếu mà chúng ta không thấu hiểu về năng lực của người ta, chúng ta cứ dạy mọi người, mọi đứa trẻ đều được dạy đúng một cách thì rất là nguy hiểm. Và thứ ba, đó là hãy để cho con của mình có cơ hội để được trải nghiệm, để biết nó giỏi cái gì. Giống như cách chúng ta muốn biết món ăn nào là món ngon nhất, phù hợp nhất, thì chúng ta hãy ăn nó đi. Và có thể hôm nay nó ngon nhất, nhưng ngày mai chúng ta lại phát hiện ra một món nó ngon hơn, thú vị hơn. Đó chính là cuộc sống. Hãy sống nhẹ nhàng, hãy sống thật là thoải mái, hãy trải nghiệm. Chúc các anh chị có những cái trải nghiệm thú vị trong cái hành trình nuôi dạy con của mình. Và nếu các anh chị còn thiếu thông tin về cái việc làm sao để tương tác với con, nói sao cho con của mình nghe, thì Cha Mẹ Học Con Thành Tài là khóa học nhất định các anh chị phải học. Còn nếu các anh chị gặp áp lực trong cái việc xây dựng cho mình một cái sự nghiệp, thì cái khóa học bí kíp tăng trưởng doanh số, bí kíp xây dựng cái doanh nghiệp của mình, trong cái khóa tăng trưởng từ 3 tỷ lên 31,6 tỷ, đó là cái khóa học nếu các anh chị muốn thoải mái về doanh số của mình, tài chính của mình, doanh nghiệp của mình tốt hơn. Còn nếu các anh chị muốn học cái cách để làm sao khởi nghiệp một cái doanh nghiệp từ 0 đồng lên thành một cái doanh nghiệp có giá triệu đô, thì đó là khóa học dành cho các anh chị. Còn rất nhiều khóa học khác ở Mật Mã Tài Năng, tôi dành toàn bộ cái tâm huyết, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để chia sẻ với các anh chị. Ước mong các anh chị sẽ có những kết quả tốt đẹp. Con người ai cũng muốn chinh phục, nhưng tại sao có những người họ làm được mà có rất nhiều người vẫn chưa làm được? Tại vì đơn giản là có những cái quy luật mà có một số ít người đã biết và họ đã thực hành một cách thành thạo, còn có những người vẫn chưa biết, hoặc là biết nhưng mà chưa có thực hành. Chúng ta biết là trên đời có hàng triệu bản nhạc, nhưng nó cũng chỉ đi ra từ 7 nốt đồ re mi fa sol la si. Chúng ta có 1 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 triệu năm, nhưng cuối cùng cũng đi ra từ 7 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Có hàng triệu cái màu sắc trên đời, nhưng mà cuối cùng nó cũng bắt đầu từ 7 cái màu căn bản, đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Có hàng triệu cái mục tiêu mà chúng ta muốn, nhưng nó đi ra từ 7 cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải rất là thành thạo. Nếu như mà chúng ta không thể nào mà thiết kế cho mình một cái cuộc đời khỏe mạnh, sung túc, hạnh phúc, tự do,
thì làm sao chúng ta có thể dạy điều đó cho con cái chúng ta được? Trong hơn 16 năm làm cái công tác đào tạo con trẻ về phẩm chất, tư duy, kỹ năng, năng lực cốt lõi, tôi nhận ra rằng là dù tôi và đội ngũ có nỗ lực đến như thế nào, mà nếu mà phụ huynh không thành thạo và không hiểu bảy cái quy luật này, thì chắc chắn cái kết quả nó cũng không thể tốt đẹp được. Tất cả những cái học trò của tôi mà nổi tiếng, thành công và có những kết quả tốt đẹp trên các cái chương trình truyền hình như là Siêu Trí Tuệ, Siêu Trí Nhớ, tại vì có sự đồng hành của cha mẹ, có sự hiểu biết của cha mẹ để cùng chúng tôi thực hiện cái việc giáo dục con trẻ. Trong ngày mùng 5, mùng 6 tháng 11 năm 2022 tới đây, tôi sẽ tổ chức một chương trình offline dành cho phụ huynh, giúp quý vị hiểu 7 cái quy luật căn bản để giúp cho quý vị có một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và sung túc. Dựa trên cái việc mà chúng ta hiểu biết này và chúng ta thực hành một cách thành thạo, thì chúng ta đem nó để chúng ta ứng dụng trong cái việc nuôi dạy con cái chúng ta thành tài. Nếu quý vị thực sự yêu bản thân của mình, yêu con cái của mình, yêu gia đình của mình, thì click vào cái link bên dưới để tìm hiểu thông tin và đăng ký ngay hôm nay để chúng ta kịp có vé tham dự trong chương trình tuyệt vời này.